Tai nghe 7F2 Plus, tai nghe không dây chất âm tuyệt hảo, giá trị 450.000, được thiết kế để phù hợp với phong tài của người Việt. F2 Plus đeo rất êm và nhẹ, thích hợp để vận động thể thao, sử dụng Bluetooth 5.3 mới nhất, kết nối nhanh và ổn định, thời lượng pin lên đến 20 giờ, sạc một lần đủ nghe cả tuần, chất âm tốt trong tầm giá, ưu đãi dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút, tặng cáp sạc 2-in-1 trị giá 150.000 ở dưới phần bình luận. Xin chào các bạn, trong bài phỏng vấn Washington Post được đăng tải mới đây, ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng quân đội Ukraine sẽ phải lùi quân từng bước, thu hẹp tiền tuyến nếu thiếu gói viện trợ 60 tỷ đô la từ Mỹ. Nếu Mỹ không viện trợ, chúng tôi sẽ không có lá chắn phòng không và tên lửa Patriot, không có hệ thống gây nhiễu và đạn pháo 155mm. Điều này nghĩa là Ukraine sẽ phải lùi quân theo từng bước nhỏ. Chúng tôi đang tìm cách nào đó để không phải làm như vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 29 tháng 3. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh tình trạng thiếu thốn đạn dược sẽ khiến cho Ukraine phải thu hẹp tiền tuyến và từ bỏ nhiều vị trí đang kiểm soát hiện nay. Nếu phòng tuyến bị chọc thủng, lực lượng Nga có thể tiến thẳng đến các thành phố lớn, ông cảnh báo. Ông Zelensky khẳng định Kiev đang tận dụng vũ khí và hệ thống phòng không nội địa nhưng vẫn không thể bù đắp khoảng trống viện trợ, đồng thời chỉ trích Mỹ phản ứng không tích cực với các vụ tập kích của Ukraine nhằm vào loạt nhà máy lọc dầu của Nga. Chúng tôi dùng máy bay không người lái của chính mình. Không ai nói rằng Ukraine không thể làm điều đó nếu thiếu hệ thống phòng không để bảo vệ mạng lưới năng lượng. Trước những đòn tập kích của Nga, tại sao Ukraine không thể trả đũa tương tự? Chúng tôi sẽ ngừng tấn công khi đối phương chấm dứt hành động như vậy, ông cho hay. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên của Đảng Cộng Hòa, nhiều tháng qua đã trì hoãn dự luật cung cấp 60 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong bối cảnh Kiev đang ở thế yếu trên chiến trường và phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky đã nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Brown về các vấn đề mà nước này gặp phải. Ông cho hay Ukraine rất cần hỗ trợ từ Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công đường không của Nga, đồng thời xây dựng công sự để cản bước tiến của bộ binh đối phương. Moscow đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2013. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là động thái trả đũa các vụ pháo kích xâm nhập biên giới do quân đội Ukraine và dân quân thân Kiev tiến hành thời gian qua. Nga hôm ngày 22 tháng 3 tiến hành một cuộc không kích lớn nhất vào hệ thống năng lượng Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, gây mất điện cho hơn 1 triệu người. Moscow cũng tăng cường sử dụng những tên lửa đạn đạo khó ngăn chặn hơn để xuyên thủng lá chắn phòng không đối phương. Trong khi đó, trên tiền tuyến, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng thừa nhận hỏa lực của Nga áp đảo nước này, khiến cho họ tổn thất và phải rút lui. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Zelensky cùng ngày 29 tháng 3 cho biết, Nga trong những tháng gần đây tăng cường đáng kể hoạt động tác chiến đường không và dùng bom dẫn đường để phá hủy các vị trí của chúng tôi. Tướng Zelensky nói các đơn vị Ukraine trên chiến tuyến đang có rất ít hoặc không có vũ khí đạn dược, nhận định tình hình ở một số khu vực căng thẳng. Vài ngày trước, lượng đạn đối phương bắn nhiều gấp 6 lần chúng tôi, ông Zelensky thừa nhận. Tổng tư lệnh Zelensky đưa ra bình luận trong bối cảnh Ukraine đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la cho nước này. Dưới lúc Ukraine cạn dần đạn dược và vật tư quân sự thiết yếu, lực lượng Nga tiến công trên nhiều hướng và kiểm soát một số khu dân cư. Chúng tôi hy vọng các đối tác sẽ chuyển thêm nhiều tổ hợp phòng không hơn và quan trọng nhất là đạn tên lửa. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẽ càng biết ơn hơn nếu như lô viện trợ này đến nhanh chóng và đủ số lượng. Tướng Zelensky thừa nhận, Ukraine buộc phải bỏ các khu vực mà họ chắc chắn sẽ giữ được nếu như có đủ hệ thống phòng không và đạn pháo. Chúng tôi phải thừa nhận rằng không thể đạt được thành công lớn hơn trong cuộc phản công ở Kharkov vì thiếu nguồn lực, ông Zelensky cho biết. Ukraine tái kiểm soát khu vực rộng lớn ở Kharkov trong cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022. Song lực lượng Nga đang tiến công ở khu vực dọc địa giới hành chính giữa tỉnh này và Luhansk. Tại Zaporizhia, việc Ukraine thiếu nguồn lực và số đạn dược cần thiết cho phép Nga củng cố chỗ đứng ở đây. Ông Zelensky nói, không có yểm trợ trên không hiệu quả, các đợt tiến công vào đây sẽ khiến chúng tôi thiệt hại nhân sự và thiết bị. Hệ thống phòng tuyến kiên cố với bãi mìn, chướng ngại vật và công sự của Nga làm chậm dần tốc độ tiến quân rồi chặn đứng mũi tiến công mà Ukraine mở ra trong chiến dịch phản công năm ngoái. Đề cập tới Avdiivka, nơi Nga kiểm soát ngày 17 tháng 2, tướng Zelensky nói phòng tuyến của Ukraine tại đây tổn hại vì đối phương liên tục oanh tạc bằng bom dẫn đường. Thiếu đạn pháo cũng là yếu tố tiêu cực khác. Điều này khiến cho chúng tôi không thể phản công hiệu quả, ông Zelensky cho biết. Để tránh bị bao vây và cứu mạng binh sĩ, tôi quyết định rút quân khỏi Avdiivka. Trong báo cáo tình hình chiến sự ngày 28 tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 505 km vuông lãnh thổ ở Ukraine kể từ khi mở cuộc phản công vào tháng 10 năm 2023.
Con số này lớn hơn so với 300 km2 lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố giành lại trong cuộc phản công mùa hè năm 2023. Tính từ tháng 1 cho đến ngày 28 tháng 3, Nga kiểm soát thêm 100 km2 lãnh thổ ở Ukraine. Thị trấn Adiska, một trong những thành trì Ukraine xây dựng kiên cố ở vùng Donetsk, rơi vào tay các lực lượng Nga vào ngày 17 tháng 2. Tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược và thiếu nhân lực đã khiến cho Ukraine gặp khó khăn trong việc phòng thủ hiệu quả. Nga đã tận dụng lợi thế để đề ra nhiều chiến lược tiến công khác nhau. ISW dự đoán quân đội Nga sẽ còn tiếp tục kiểm soát thêm các khu vực lãnh thổ ở Ukraine trong tương lai. Theo ISW, Ukraine đang cố gắng ngăn chặn các cuộc tiến công chiến thuật của Nga trên toàn tiền tuyến. Sự chậm trễ trong việc phê duyệt ngân sách hỗ trợ của Mỹ khiến Kiev không thể ngăn chặn hiệu quả. ISW cũng cho biết Ukraine chưa sẵn sàng cho trường hợp Nga mở cuộc tiến công mới vào tháng 5 hoặc là tháng 6 năm nay. Trước đó, trả lời trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã ổn định tình hình ở mức tối đa. Dù thực tế thiếu vũ khí, đạn dược, nhưng chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động. Tình hình tốt hơn so với 2 hoặc là 3 tháng trước. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả thông tin với các đối tác của mình. Nga sẽ chuẩn bị các hoạt động phản công có thể là cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Trước đó, tướng Oleksandr Baglius, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, tuyên bố Nga đang thành lập một đội quân mới bao gồm hơn 100.000 binh sĩ và có thể sẽ thực hiện một cuộc tấn công dọc theo một phần mặt trận Ukraine vào mùa hè này. Cũng trong bài phỏng vấn với CBS, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev cần thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và thêm đạn pháo. Theo ông Zelensky, khoảng 5 đến 7 hệ thống Patriot sẽ giúp bảo vệ các nền tảng công nghiệp ở Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Đó là sự thật, tất nhiên chúng tôi sẽ thua. Không phải là trong một ngày, đối với chúng tôi sẽ là một thử thách rất lớn, ông Zelensky nói. Nhìn chung, Nga vẫn đang chiếm ưu thế trong suốt giai đoạn giao tranh mùa xuân, bất kể điều kiện thời tiết. ISW nhận định thêm năng lực phòng không của Ukraine đang ngày càng suy yếu, tạo điều kiện để không quân Nga yểm trợ tích cực hơn cho bộ binh. Nga vừa tích cực sử dụng bom lượn ở tiền tuyến, vừa thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, khiến cho Ukraine chịu sức ép bố trí các hệ thống phòng không. Các hoạt động tác chiến đường không mở rộng có thể cho phép các lực lượng Nga làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu của Ukraine và cô lập các khu vực trên chiến trường nhằm mở rộng các vùng lãnh thổ kiểm soát, ISW kết luận. Trong một bài viết đăng tải trên Evening Standard, nhà báo Anh Robert Forbes bình luận: Ukraine có thể thất bại trên chiến trường vào mùa hè này nếu như phương Tây tiếp tục trì hoãn viện trợ. Theo nhà báo này, hỏa lực của Nga mạnh hơn Ukraine gấp 5 lần lực lượng của Ukraine thường xuyên bị không kích, pháo kích. Ông nhấn mạnh, NATO và Liên minh châu EU cần định hình chiến lược phối hợp càng sớm càng tốt để ngăn chặn thất bại của Kiev. Mỹ là quốc gia viện trợ chính cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, nguồn viện trợ này bị đình trệ kể từ cuối năm ngoái khi lưỡng đảng tiếp tục bất đồng về hàng loạt vấn đề. Cạn kiệt đạn dược, vũ khí, buộc Ukraine phải lui về phòng thủ ở nhiều khu vực. Mặc dù vậy, giới chức nước này vẫn tin rằng có thể mở một đợt phản công mới vào mùa hè. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.